Dạ, dễ Bây thương. giờ thôi bỏ đi, bây Giờ giờ tao nó hỏi cái không câu trí thông minh nè. không hỏi cũng trả được lời. hả? Thuyền xưa nghĩa là gì? Thuyền xưa là ghe cũ, ghe cũ lũ đạn mày kia. Chào mọi người, mình là Bami. Mình là Bóng Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các chương này sẽ chơi Roblox The Test. Thì đây là một cái thể loại, đây là cái game mới ra nha mọi người. Đấy, thì game này nó chỉ cho được là server có 4 người thôi. Nên là game này quyết định sẽ là đấu đá lẫn nhau. Đấy, như mọi người đã thấy, có một cái súng thôi. Và ba thằng phải làm sao để mà giành được cái súng này. Phải dùng Đúng trí rồi. Thông minh hay là dùng sự may mắn hay là dùng cái gì đó. Đấy. Cảm ơn đã tham gia cái bài test này. Đặc biệt là Mày Kia Phạm. Sao vậy? Nó ai biết? Đặc biệt. Nó mua server á. Ủa vô gì vậy? Liên quan gì? Mấy cứ mua game phải được cảm ơn lắm. Dù sao thì hãy hãy đến với cái trò chơi cùng nhỏ chơi nhỏ một cái của trò chơi tôi. nhỏ nào. Ừ. À, bạn có Để thấy cái mình khẩu cho các súng đặt bạn. ở giữa cái bàn không? Cứ mỗi vòng là tôi sẽ chọn ra một cái mini game đặt ngẫu nhiên. Ai mà thắng được cái mini game đó sẽ nhận được cái cây súng shotgun này. Và với cái cây súng shotgun này bạn có thể tự bắn, bạn có thể bắn mọi người xung quanh hoặc là bắn chính mình. Đấy, người nào mà sống sót cuối cùng thì người đó sẽ trốn thoát. Ừ. Quầy vố mày. Đơn giản nha, nhưng mà cái game này không nên chơi chung với nhau mày ơi. Bỏ anh em qua một bên nha. Ê, mơ. Ê, đứa nào nhanh vậy? Trời ơi. Là cái số trên đây là cái số số đích là các bạn ở dưới nó hiện ra một hàng, các bạn phải cộng sao cho nó đúng cái đó. À, Sẽ bắn thằng ai trước trời đây. ơi, Nào, thôi bên kia đi, bắn bên kia, trước. bên kia bên kia bên Không, kia bên không kia làm bên gì kia Vami đẹp trai, Vami đẹp trai, Vami đẹp trai, tao làm như mày, tao như lời mày hết rồi. Vami cho đẹp tao trai. Hỏi câu hỏi ai trả lời nhanh người đó thắng nè. Ok, rồi chúng mình đến với ba, tao hỏi là 1 2 3, một con một bằng mấy? Hai. Tao trước. Đã rồi. Quê. Rồi 1 2 3, 5 cộng 5. 10. Ê, mày nói một câu rồi mày nói gì hai câu gì vậy ba? 6 cộng 7 13. Mày đẹp trai hơn. Mày nói được không mày? Mày anh định đúng được à? Gì vậy? Đâu, 6 cộng 7 đâu bằng 30 đẹp trai được đâu. Hay mình làm nhanh lên. Mày nhanh quá vậy, mày chưa kịp làm gì luôn á, mày. Tại nó đoán sai nên là mình phải bắn nó chứ mình cũng không có nỡ bắn các bạn hiểu không? Mà cái bắn mày bấm, ê mày bấm, quay mày khoan, cho con chăn chối đi, con cho con chăn chối cái. Rồi 1 phút bằng niệm bắt đầu. Không, chăn chối ba mặc niệm đi, tào lao. Sao nó cũng cầm súng tiếp vậy? Mày bấm chuột phải Rồi. Đi, mày bấm chuột phải đi. Cái tao ngu à, bắn chuột phải là tao mày. Chuột phải là bắn chính mình đó các bạn, còn chuột trái là bắn má nó dạy 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 vô. Má nó gì cuối cùng mà nó còn giả dối với mình được các bạn thấy không? Bởi vậy không hiểu sao mà mày nó thắng 2 lần luôn, không tin được. Nó cộng nhanh mày ngộ á. Ok. Rồi, bỏ đi. Vét đi, vét 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 đi, vét đi. Bỏ qua cái đoạn đầu hồi nãy đi. Ừ. Cái vét đi. Là cái đoạn giới thiệu các bạn, cái đoạn mà ví dụ như mà mini game là cảm ơn ai đó cái kiểu rồi. À, cái game này ngoài 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 việc có sự nhanh nhẹn ra còn lại là sự lươn lẹo nha mọi người. Đúng rồi, giống như khúc cuối kia cho tao chăn chối tưởng gì tao tính bắn ra ngoài rồi ai ngờ lươn lẹo nghe ghét bắn luôn. Dù giá đổ phải mày. Tỉnh dậy chơi tiếp nữa hả? Hello. Chúng ta được hồi sinh. Chúng ta hồi sinh N lần để chơi cái game này các bạn nha. Để thử nghiệm nha mọi người. Đây 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 là cái căn phòng thử nghiệm. Có camera trên nhìn xuống các bạn, nó quay clip lại nè. Mà thật ra đây là căn phòng tử thần, căn phòng chết chóc. Yeah. Không. Đậu phòng nữa vậy. Ô cái gì vậy? Sao mà nhanh bằng tao được? What? Nó cho mày một nhát ngay đầu rồi con. Thôi ba mày, đổ đi đổ kiếm đi ba mày, đổ kiếm đi đổ kiếm đi. À đố tụi bay, khi mà một con chuột vô trong nhà gặp một con mèo, nó điều đầu tiên nó làm sẽ là gì? Chào mèo. Không đúng trả rồi. Trả lời đi. À nó chạy. Mày trả lời sai rồi, bắn mày. Ủa chứ nó lại gì? Mày trả lời đâu, nó hết hồn trước mày. Ủa nhưng mà câu trả lời là gì? Nó hết hồn. Thằng cầm súng đúng. Thằng cầm súng đúng. À, đúng rồi. Ủa sao tao giúp lên nha. Tao kém trước mà. Ủa sao tại sao tao. Mày chết.
Tommy chết hả? À, thằng Bảo, thằng Bảo bật nó thành công trước mày. Ủa tao giết kéo thằng trước nó hiện Vami thắng mà. Vami thắng đâu, tao thấy hồ Bảo bập thắng. Phải đeo phải bà mày cái bên luôn vậy. Tao thấy cầm tầm súng xong rồi cái nó giật qua thằng Bảo, Bảo cầm súng. Vét à, vét. Mới hai vậy, cái nữa. Kỳ cục thiệt chứ. Trời, ngàn lý do để chết. Đúng, một ngàn lẻ một cái lý do. Tào lao cũng chết nữa. Thằng cầm súng lúc nào cũng đúng hết mọi người. Đúng vậy đúng không? Khi con chuột nó bước vô nhà nó gặp con mèo, điều đầu tiên nó làm chứ là hết hồn chạy. Đúng không? Nó hết hồn. Đi chạy đó không chịu nữa. Mày nó trả lời sai rồi, trả lời chậm nữa. Ủa con nó trả lời sai đâu, con nó chạy mà. Được rồi, mình nhẫn giỡn như thôi chứ lát lỡ mà nó cầm được cái súng mà nó hỏi đố lại nó cười không rồi mình chết nữa. Không cần câu trả lời của mày. Không nói nhiều. Yo, chuẩn bị cái thân. Chết ba rồi. Chết ba. Yeah! Cái này kéo nhanh mà đụng. Tao lấy trước mà. Ông mập ghét được gần rồi. Ghét được gần kìa. Ủa kia mặt đó. Ủa hai đứa nó đè lên nhau rồi. Cái gì tùm lum vậy? Ờ nó bắn mình trước luôn chứ. Ủa đè nhau rồi. Nó lẹo vô luôn ba. Ủa tao má trên cái mặt này là cái đít của mày vậy. Ủa sao nó làm tự bắn vậy? Má tao nằm đấu luôn, tao chả hiểu gì luôn. Thôi, cái này giống miền ga nó đang ngồi để nó bắn súng thần công của nó ra sau lưng hay gì mà. Ủa vậy là tao quý đó hả? Tao không hiểu luôn á, chuyện đang ngồi quý ga lại giành ghế của mập là sao? Hồi nãy mày cũng vậy mà, hồi nãy mày cũng giành ghế của mập đó. Ủa vậy hình như là cái duyên của tao không cầm được cái súng không? nhưng mà trận hồi nãy tao thắng tao cũng không được cộng lên ba trận quyên rồi, kỳ cục không? Game lỗi rồi. Giật súng hay sao các bạn? Rồi lại nè, cẩn thận lại nè. Vô. Tao ngồi con giác giò lên ghế là hiểu rồi đó. Giác giò lần nào là thua nữa đó. Giác giò là cũng giác giò lên. Bình thường là kia nó gác con giò à, nó chơi nó sung sung nó động gác hai giò, cái nó sung nữa là nó ngồi chùm hổm trên ghế luôn các bạn. Ồ biết luôn. Mà cái ghế gaming mà các bạn biết là ngồi chùm hổm nó tiêu lâm lắm. Vô. Ê hồi nãy có đứa nào bấm vé không vậy? Adu, không bấm vét luôn. Mày tao không hiện. Ủa, lên, tao có bấm vét nha. Tao có bấm vét, không vét. Tao không hiện lên. À. Tao thấy cái camera rồi nè Bami. Đấy. Tao thấy mà nằm camera, camera đang bật cái đầu độc hồng ngoại lên nha. Đó, nên là trên đó nó sẽ thấy mình là màn hình trắng đen chứ không phải màn hình màu đâu, khỏi lo. Thôi tao thích có màu mà. Có màu gì? Đây là game, đây là game con nít mà màu mè lên nó quay nó thấy máu me sao được. Càng con nít mới càng màu mè đó. Okay, vô. Sao? Ủa gì nhanh vậy? Vậy á. Trời má chuột xịn có khác. Rồi. Để cái thước ở dưới nó kẻ mà lẹ lắm. Để cái thước dưới cầm kẻ rẹt. Kìa ơi, đố rồi kìa ơi, đừng kìa ơi. nó chỉa súng qua bên tao. Nè bây giờ nè, tao ra câu hỏi nha. 11 x 11 bằng bao nhiêu? Kia đẹp trai. 121. Giỏi, Bảo Mập. Trời ơi, Bảo Mập ăn 1-0 rồi nha. Bây giờ 3-0 là tao bắn nó lộn đứa. Tao hỏi 3 câu mà trả lời đứa nào hơn điểm nhất là đứa đó thắng nha. Rồi câu thứ 2 nè. 111 x 111. Đậu, mày bắn tao đi. Bằng 12.321. 12.321, rồi đúng, một đều nha. Bây giờ câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng nè, câu này dễ lắm nha. Chuẩn bị nha, tập trung nha. Kia có đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Bây má nó ù tai luôn. Ủa sao không đứa nào chọn số đúng số là sao? Đúng rồi, tao chọn đúng rồi. Mày sống thật với bản thân mình. Rồi, nó có súng nữa rồi. Giờ mày muốn nó hỏi gì nó nói đi. Khi mà giây phút cuối cùng với còn lại hai đứa các bạn, thì thường á là người ta không muốn nói dối đâu. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng muốn nó bấm chuột phải lắm. Nhưng mà mình phải nói thiệt lòng, hồi nãy là cái câu hỏi mày trả lời kia đẹp trai là mình nói dối lòng rồi các bạn. Nó bắn luôn vợ. Không, tao bắn là chắc chắn là tao bắn rồi. Nhưng mà tao sẽ cho Bami cơ hội cuối cùng. Hả, tao sẽ cho Bami cơ hội cuối cùng. Bami, mày chọn từ 1 tới 10 đi. Rồi tao sẽ bấm vô cái nút chuột trái chuột phải. Đúng chuột trái chuột phải là tao sẽ bấm cái nút cái kịch. Đó. Quan trọng là số 1 là mày nhấp chuột trái chuột phải. Thì đúng rồi. Quan trọng là chuột cho mày bớ ba nó mày nhắm sao tao biết được. Mày phải thì quan trọng nếu như mà mày
mày chọn số chẵn á thì con sẽ bấm bên phải trước, còn mày chọn số lẻ con bấm bên trái trước. Là kiểu gì cũng chết đó bọn. Là kiểu gì cũng chết đó bọn. Cái gì cũng chết trời ơi. Lương lẹo. Lương lẹo gì? Giờ mới là được một win, là nãy giờ là lỗi. Ủa có mà hiện hồn vậy chứ? Không. Rồi vô. Chuẩn bị nè. Còn để con chuột ngay cái chỗ nút màu xanh trước. Ủa? Cái này biết đường đâu mà lớn. Ủa đúng rồi mà. À submit. Trời ơi mày bấm submit nữa hả? Khổ thiệt chứ. 38 dở gì. Lỗ số rồi, quên bấm hơi lỗ số bấm về. Đúng rồi. Trời 38 nó lại phải bấm nhiều hơn mà tao bấm ít quá. Trời ơi trời. Thôi bỏ đi. Bây giờ tao hỏi cái câu trí thông minh nè. Không hỏi cũng vậy là. Ừ. Thuyền xưa nghĩa là gì? Thuyền xưa là ghe cũ. Lũ đạn mà kia. Bậy lắm luôn. Chính xác, chúc mừng Bobby đã nói đúng. Thuyền xưa là ghe cũ thôi chứ ai kêu mày đọc lái lại chi cho mày mệt. Bùm. Má hoại trời. Ôi giời thần. Ê, tao bỏ con chuột ra ngoài rồi, bậy rồi. Cái lũ này tự nhiên thả con chuột ra làm chia thiệt tình. Trời ơi, lại ghét được anh nữa. Đố kìa, đố. Ví dụ tao trả lời được, mày bắn mày nha. Hả? Ủa, tao cầm súng mà. Ví dụ như mày đố đi, giờ là hên xui đi. Ví dụ như tao trả lời sai thì mày bắn tao. Còn tao trả lời đúng thì mày bắn chuột phải, bắn tự mày, ok không? Ờ, chơi vậy luôn hả? Ừ. Bỏ súng ra ngoài đi bạn ơi. Bạn bỏ súng ra ngoài, lỡ trượt tay bạn ơi. Bạn ơi, bỏ súng ra ngoài bạn ơi. Tự, mày cứ từ từ. Để chứ mày nó quý quá. Rồi, đố mày một câu này nha. Lịch gì dài nhất? Cái gì? Lịch gì dài nhất? Lịch sử, bắn mày nha mày. Mày nói lịch sử mày đâu nói lịch sử đâu. Lịch sử đúng, lịch sử là dài nhất luôn, không có cái gì dài hay lịch sử hết trơn á. Nhưng mà tao nghe chứ lịch sử mà. Không, tao nói lịch sử. Đừng lương lẹo nữa. Tao nói tiếng Việt rất là chuẩn. Nói nè mày, mày ăn chụp phải mày. Tự bắn mày. Chụp phải đi. Chỉ xuống dưới quần, lẹ lên. Bậy mày, chỉ chỗ khác đi, chỉ vô quần mất luôn sao ba. Cái này là Kia là tuy là mình win nhưng mà Kia đã giữ đúng là hứa nha các bạn, cho Kia chạm pháo tay nào. Vỗ mông. Phải vậy chứ. Kia, giặt quần vỗ mông liền kìa. Giặt rồi ba. Đứng lên vỗ mông liền. Vỗ luôn rồi ba, không nghe hả? Show cam cho bà con thấy mày, biết kiếp nào. Phải có. Ồ nãy hình như nãy mới ngồi đối diện Bảo Mập xong giờ chuyển qua ngồi đối diện với Vami nữa chứ. À vô nè. Tính ra nãy nó hỏi người âm số luôn á. Trời bấm lẹ đứa nào bấm lẹ vậy. Á quỷ ra đó làm lẹ thiệt chứ. Chưa kịp bấm luôn, hiện cái bản đó tao bấm chưa kịp luôn á. Ok rồi. Tao hy sinh. Á đù. Tao hy sinh. Để chốt game á mẹ. Để cho hai cô bay tự tranh tài. Tao mệt rồi. Mỗi lần tao suy nghĩ tao bắn nào tao mệt não lắm luôn á. Rồi vô. Bấm hoài chưa tới ta. Ủa là sao có 26 mà bấm gì chưa tới là sao? Ô và mày chọn đúng số rồi kìa. Ủa tao bấm hơn luôn rồi. Ở dưới đó có cái nút submit phải không? Ừ đúng rồi, mày bấm rồi mày phải bấm nút submit nữa. Hèn chi tao bấm không bấm nút submit, tao bấm hoài luôn. Á đù. Nhưng mà một ô đó là nó chỉ cho mày được có 10 số thôi, mày bấm hơn số 10 là nó quay về lại số đầu. Ừ à. Rồi, bây giờ còn có hai thằng nữa các bạn, thì cho Kia đố á, như câu nãy á, cho Kia nó đố á. Nếu mà bảo trả lời đúng mình nhấp chuột phải mình tự giết mình, còn bảo trả lời sai mình bắn nó. Vậy đi, đúng phải lay đúng không? Ừ, rồi, tao đố nha. Cái gì khó đi kìa. Rổ nào phải thủng đáy mới sử dụng được? Rồi, đúng dễ luôn, lũ đạn mày giết tao rồi kìa. Nó không có biết. Ê, đến thời gian đi. Đến thời gian đi. Rổ gì vậy? 1, 2, 3, có 10 nha. 4, 5, 6, 7, 8, chín điểm chuẩn đó mày, mười. Cái rổ nào mà phải thủng đáy mới xài được là cái rổ của cái bóng rổ á. Chính xác. Trời, nó nói ra cái đúng dễ luôn á, lùi ra tao chết luôn á.
Game này không dành cho bảo bập rồi. Ra cái rổ nào mà không có lỗ. Mày rổ cái rổ mà mày không lũng có lũng đáy có ba lỗ, mày phải thủng cái đáy được. Phải thủng cái đáy mày mới xài được. Còn mấy tiếp nè. Thế là lại gặp nhau nữa à? Chào đi, trời nhau. Ơi sẵn đây còn sống nhau còn đầu mà nói chuyện nè. chút nữa vừa chào xong cái thằng nào có súng nó bắn xì xọ liền à. Làm ơn được chơi được không? Rồi cũng có đứa chơi nữa hả? Tao tính không chơi á, tao tính ngồi nói chuyện với nhau mà nó bấm nhanh quá. Tao cũng đâu có bấm đâu. Rồi ok, dừng clip luôn. Nó dưới tao nè. Không, dừng clip đi, tao không bắn nữa đâu, tao không sát sinh nữa. Nó chào xong nó bắn á. Nó nhỏ rồi ba. Cái gì nữa? Mày biết mày nó bự quá, sao nó nghe chân. Mày kiểu tao, mày kiểu quá, thằng biết rồi kìa. Chào đi không biết ơi. Giờ chào xong mày danh dự mày bấm chuột phải nha. Không, đâu điên, đâu có điên. Ok các bạn, thì giờ cái thằng cầm súng của nó lúc nào cũng đúng hết trơn á, không cãi nó được. Rồi thì mình sẽ dừng video đây ha. Nó quay vòng. Quay vòng vòng hồi di nạn bay hai ba bay xéo á các bạn nhớ. Bay xéo ba cái đường hoàng bảo xong dính mình đó các bạn. Giờ thấy tao im ru đâu dám nói câu nào đâu. Rồi các bạn thấy video này nhớ để lại cho ba đó mình một like, một share, một subscribe channel của ba đó mình để nhận nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Giết mà. Khổ tâm thật sự. Ê số hình xui kìa.